thì có hỏi một cái câu liên quan đến chuyện là vì theo cái triết học phương đông ấy thì là thịnh thì suy. Thế thì mọi người mới hỏi là không hiểu là Vingroup là có cố tình gọi là kìm hãm cái sự thịnh không? Để để nó không suy ấy. hay là cứ cho nó suy rồi lại thịnh tiếp hay là kìm hãm cái sự thịnh để nó không suy. Thực ra thì cái cái thịnh hay là suy là nó do cái tư duy của mình ấy, và mình thì không không nên kìm hãm cái thịnh, mà mình nên nên xác định cái tư duy ở đấy chưa phải là thịnh, thì lúc đấy nó 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 sẽ không thể suy được. ví dụ ta cứ đi đến đỉnh núi, thì ta nghĩ rằng là ta lên đỉnh rồi và sau này không có không có cái gì đấy nữa, nhưng ta nhìn là trước mặt ta lại còn một cái đỉnh cao hơn. tự ta dần dần ta phải xác định cho mình cái đó là một cái thứ hai nữa là là cái cái quan trọng là ngăn không cho những người xung quanh mình hoặc là kể cả bản thân mình không nghĩ đấy là 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 cực thịnh rồi. anh chỉ nghĩ nó vừa phải thôi. Mà thực tế là như thế. Ví dụ như Binh Group là một công ty hôm vừa rồi, rồi vốn hóa là đâu đấy khoảng độ bốn năm tỷ đô. Thì chúng ta thử nhìn xem nếu mà trên thế giới thì công ty chúng ta là công ty tí hon. Đúng không? quá nhỏ để mà có thể coi rằng là mình đã đã cực thịnh hoặc mình đã rất là tốt hoặc mình đã phát triển đến một cái ngưỡng nào đấy rồi mình đang quá quá nhỏ thậm chí là nếu như bây giờ chủ tịch Vingroup có ra ngoài mà ngồi thực ra là từ hồi vào tôi được vào trong cái danh sách của Forbes thì các cái vị kia thường xuyên là mời có những cái câu lạc bộ này kia ông Bill Gates mời mấy cái ông Warburg với à, cái gì đó buffet buffet cái đại là cái bối cứ mời sang thì mình cái đầu tiên là mình không đi vì lý do đầu tiên là vì mình không biết tiếng Anh Đi sang mà lại cái dắt phiên dịch đi theo thì nó cũng kỳ Nhưng mà cái lý do thứ hai lớn hơn rất nhiều ấy Là mình quá nhỏ so với họ Chưa có gì để nói cả Chưa có gì để mà mà, mà đáng tự hào cả Chưa có gì để khoe khoang cả Tức là về bản chất Vingroup Chưa phải là thịnh hoặc là rất to Vingroup còn đang rất nhỏ những cái mà Vingroup làm được ấy, nó chỉ là những cái bước đầu tiên thôi cực kỳ là, là là sơ khai sơ khởi ví dụ nói là Vinpearl Vinpearl là một cái chuỗi khách sạn nếu bây giờ với 5.000 phòng thì thì có thể nói là cái chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam nhưng nếu mà so với cả Sheraton, Accor rồi thì là là vân vân chẳng hạn thì thì quá là nhỏ xíu và chúng ta hoạt động trên một cái địa bàn thì có gì đâu mà nói đúng không ạ nên là trong quan điểm của bản thân tôi hoặc là quan điểm của rất nhiều cán bộ lãnh đạo của vingroup thì tôi cho rằng là chúng tôi chưa phải là đến cái thời kỳ thịnh chứ chữ gì phải kìm hãm cả bây giờ còn phải lùa nhau đi chạy tiếp chính vì vậy mới đổi cái slogan trước đây slogan của vingroup là nơi tinh hoa hội tụ cùng phát triển thì bây giờ slogan của vingroup là mãi mãi tinh thần khởi nghiệp như thế để mọi người cùng nhau ta giữ lấy cái ngọn lửa đấy giữ lấy cái ý chí đấy giữ lấy cái tác phong làm việc đấy cái tinh thần làm việc đấy Chứ không phải là ok bây giờ các vị cũng có nhà có xe có đủ hết mọi thứ rồi Phải đi ăn chơi một năm phải đi chơi vài tháng Mỗi một ngày chỉ làm việc 7-8 tiếng không thì sợ nó, nó, ốm nó yếu nó nhanh già nhanh chết vân vân Đúng ạ Thế thì cái quan trọng ở đây là mình Mình phải giữ mình phải nhìn thấy rõ là Là thực sự là mình còn nhỏ Thực sự còn quá nhiều việc phải làm Thế còn đến lúc nào mà nếu chẳng may hay nói là nếu may ra không phải chẳng may nếu mà may ra mà ví dụ như vingroup cũng có trăm tỷ chẳng hạn từ đây cũng sẽ cố gắng nghĩ ra cái gì đấy để kìm hãm cái sự thịnh Chăm thì bắt đầu, tức là, tức là khi nào trăm tỷ thì tính à nhưng cái đấy cũng là hay đấy. tức là Việt Ten thì cũng cũng có những cái câu chuyện tương tự như thế. thực ra thì thì khi mình đến một cái mức nhất định thì mình lại mình lại đặt cho mình một cái mục tiêu khác hay là mình lại so sánh với một cái chỗ khác thì mình lại thấy bé tí. ở Việt Nam thì đang là số một nhưng mà ngó sang ASEAN đã thấy mình không phải số một rồi. ngó sang thế giới nữa thì mình tận đâu đâu ấy. thì thì đúng là, là 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 nên 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 thay đổi cái cái cái, cái, gọi, cái góc nhìn đi.